你好，你好，你去过台湾了吗？马来西亚过台湾吃？去过。他没去过，在台湾有亲戚朋友吗？ở Đài Loan có bạn người thân bạn bè không？ Không ạ。他没有。你会抽烟喝酒吗？bạn có hút thuốc uống rượu không？ Không ạ。他不会。来台湾工作很辛苦，你受得了吗？đến Đài Loan làm việc rất vất vả mà có chịu đựng được không？ Có ạ。他受得了。如果雇主要求你配合下班，你愿意吗？nếu chủ yêu cầu bạn phối hợp tăng ca, bạn có đồng ý không？ Có ạ。他愿意。你要保证今天你回答的问题和履历表上都能如实确实吗？bạn có đảm bảo câu trả lời ngày hôm nay và nội dung ghi trên form là đúng sự thật không？ Dạ có ạ。他保证的 ，OK， 那bạn làm toán。九十的 OK， 麦板充电30lần。十九、二十、
二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六的 OK。谢谢啊，谢谢啊。谢谢大人。